Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh YouTube Du học đồng tình. Ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu một cái trường tại Canada. Tên là Brymer College. Còn ở trên cái brochure thì họ đang giới thiệu về cái Brymer Pathway. Pathway khác với college chỗ nào á, thì college có nghĩa là một cái trường, còn pathway á, giống như là một cái lộ trình để các bạn có thể học liên tiếp luôn, liên tục tùy luôn. Pathway nó có nhiều dạng á. Pathway từ cấp 3 rồi học thẳng lên cho tới khi nào xong master thì thôi, hoặc là xong doctor, hoặc là đơn giản là pathway xong cử nhân. Nhưng mà cái việc mà chọn pathway á, thì các bạn sẽ theo đúng cái lộ trình đó luôn, giống như là có một cái con đường vẽ sẵn ra cho các bạn vậy. Còn nếu mà theo pathway nó còn thêm được một cái ưu thế nữa, đó là các bạn sẽ hoàn thành nhanh, đạt được nhanh cái mục tiêu. Nếu mà các bạn chuyển qua chuyển lại giống như là học cử nhân xong rồi thấy cái cử nhân này không hợp với mình thì các bạn chuyển qua cử nhân khác, hoặc là học master kiểu conversion chuyển đổi được các kiểu, thì các bạn sẽ không phù hợp với cái pathway này ha. Một điểm đặc biệt nữa của cái trường Brymer College này là họ dạy luôn cấp 3. Rồi giờ mình hãy bắt đầu đi vào những cái điểm nổi bật của trường và điều gì khiến trường này đặc biệt mà du học đồng thuận sẽ đem ra giới thiệu. Bắt đầu ha. Thì đầu tiên mình sẽ điểm qua những cái điểm đặc biệt của trường này khi nó khác biệt với trường còn lại. Còn phần chi tiết thông tin về trường thì mình sẽ giới thiệu sau trong video. Nếu mà nói về trường Brymer này thì đây là ngôi trường trung học tư thục duy nhất mà được liên kết với University of Toronto. Đây là một cái điểm rất là đặc biệt ha. Đây là một cái trường mà duy nhất liên kết thì dường như nó độc quyền luôn rồi, vào một trong những cái đại học lớn nhất của Canada cũng như là của thế giới. Ngoài ra thì Brymer cũng có chương trình hướng nghiệp khá là đặc biệt bằng cách làm bài test về năng lực và sở thích để đưa các học sinh vào nhóm ngành phù hợp. Thì cái việc này sẽ diễn ra vào những năm cấp 3 và trong nguyên năm mập học lớp 12 á, thì các bạn sẽ được chuyên tâm học những môn có nhóm ngành đó. Có nghĩa là các bạn sẽ làm bài test trước để xem là mình sẽ phù hợp với lại cái nhóm ngành nào mà sẽ phù hợp với việc tiếp tục học tập cái chuyên ngành nào. Sau khi mà xác định được có thì lớp 12 các bạn sẽ dồn vào học cái đó, giống như là ôn thi đại học ở Việt Nam như vậy. Mục đích là để mường tượng được cách học đại học và biết được mình có thích hợp với cái ngành trong cái nhóm ngành đã chọn hay không. Điểm thứ hai tại cái nơi đặc biệt tại cái trường Brymer này, đó là những cái môn dự bị mà các đại học top họ dạy thì đã được dạy trước tại Brymer vào năm lớp 12, cho nên là cái cơ hội để được vào những cái trường đại học high ranking của bạn sẽ được xếp cao hơn. Ngoài ra thì Brymer còn có liên kết với 4 trường đại học lớn của Ontario, đó là York, Waterloo, TMU và University of Toronto, nên sẽ có những cái học bổng dành riêng cho Brymer College. Nếu học sinh không có học bổng thì khi mà tốt nghiệp cấp 3 ở cùng một cái điểm GPA á, những cái trường mà liên kết này sẽ ưu tiên chọn học sinh đến từ Brymer College này hơn. Về việc học bổng á, thì hồi nãy mình có nhắc đến cái pathway, có nghĩa là cái lộ trình mà các bạn học liên tục từ cấp 3 hoặc là từ đại học lên thẳng những cái bậc cao hơn. Nếu mà các bạn chọn theo cái pathway á, thì thường cũng sẽ có cái học bổng dành riêng cho bạn nếu các bạn commit 100% vào những cái pathway đó.
Và đây là những cái điểm đặc biệt của trường Raymond College ha. Tiếp theo mình sẽ đi vào chi tiết. Về chi tiết của trường thì trường có gửi cho Du học Đồng Thịnh một cuốn brochure. Hàng năm thì tất cả trường đại học trên thế giới mà có liên kết với Du học Đồng Thịnh, họ sẽ đều gửi brochure để cập nhật những cái tin tức học bổng, khóa học mới nhất của trường đã có. Và nếu các bạn liên hệ qua agent thì các bạn sẽ được ưu tiên làm việc trước với trường, cũng như là luyện phỏng vấn, tăng cái khả năng đạt được học bổng. Vì vậy nên nếu có thắc mắc nào hay là có muốn đi du học bất kỳ quốc gia nào trên thế giới thì hãy liên hệ ngay đến Du học Đồng Thịnh ha. Mình vô cái phần đầu tiên. Ở trang đầu tiên thì trường giới thiệu Raymond College is Toronto's leading post-secondary pathway provider. Đây là cái nơi mà đưa ra cái lộ trình học sau cấp 2 tốt nhất tại Toronto. Kể từ năm 1995 thì trường đã giúp hàng ngàn sinh viên quốc tế vào được những cái cao đẳng và đại học top tại Canada. Có nghĩa là nếu là bạn là sinh viên quốc tế, bạn là học sinh vừa mới học xong cấp 2 thì vào cấp 3 bạn qua thẳng cái college này để có một cái sự chuẩn bị tốt nhất, cũng như là làm những cái bài test để xem là bạn hợp với ở đâu. Rồi lớp 12 thì các bạn sẽ được dạy trước một vài cái môn căn bản của cái trường đại học top đó. Thì khi mà giống như một cái lò đào tạo vào những cái đại học top. Trang tiếp theo muốn nhắc đến là Pathway Elements, những cái yếu tố để khiến cho cái lộ trình này đặc biệt ha. Testing, Credential Evaluation, Credits Granted, Personalized Study Plan, On-Target System Presentation, Application Specialist and Scholarships. Có nghĩa là đầu tiên các bạn sẽ phải làm bài test và sau đó là đánh giá xem là sẽ được cái hội đồng chuyên gia đánh giá xem bạn phù hợp với cái nào và đưa ra cái lộ trình phù hợp nhất của bạn cho những chương trình mà sau cấp 2, có nghĩa là cấp 3 bạn học cái gì ấy, sẽ được một cái đội ngũ chuyên gia tư vấn rõ ràng hơn, chọn đúng cái môn, cái ngành mà mình thích. Khi mà nếu mà các bạn có tham gia vào cái Ontario Secondary School thì những cái mà các bạn đã học được ở đây rồi sẽ được chuyển thẳng qua, nó giống như là cái diện transfer đó. Nhưng mà không biết cái này nó có transfer cái kiến thức mà đã học ở Việt Nam hay không, thì giờ mình sẽ tìm hiểu kỹ hơn cái phần này ha. Bạn sẽ được cung cấp một cái personalized study plan, một cái kế hoạch học tập được tinh chỉnh dành riêng cho bạn để làm sao mà đạt được hiệu quả cao nhất, đảm bảo là bạn có thể vào được những cái đại học hàng đầu. On target system, đây là một cái hệ thống giúp các bạn có thể tập trung vào đúng cái mục tiêu mà bạn đưa ra. Bạn đề ra mục tiêu và các bạn tập trung motivated and ensuring. Bạn vừa tập trung, bạn vừa được động viên và đảm bảo là bạn hoàn thành bài tập, finish your work on time, làm xong bài tập đúng hẹn. Presentation có nghĩa là sự đại diện. Thì những cái đại diện đến từ những cái cao đẳng và các trường đại học ở khắp Bắc Mỹ sẽ thăm qua trường và giới thiệu trực tiếp cho học sinh về cái chương trình mà cái trường đó đưa ra. Nó giống như là cái nơi này sẽ liên kết với các đại học lớn và các trường đại học lớn nó sẽ cử đại diện qua và làm một cái buổi hướng dẫn giới thiệu về cái khóa học của cái trường đó. Application Specialist. Kể từ năm 1995 thì cái đội ngũ hướng dẫn của trường đã giúp những sinh viên quốc tế tham gia vào những trường cấp 3 tại Canada ở mọi lớp khác nhau trải dài trên cả nước. Này có nghĩa là khi mà các bạn được tư vấn tại đây thì cho dù mục tiêu của bạn là như thế nào thì người ta cũng sẽ tìm ra được cái trường phù hợp nhất với vị trí và khả năng của bạn. Cuối cùng là về học bổng. Thì bên cạnh những cái học bổng khác thì những người tốt nghiệp từ Brahma sẽ có được một cái chính sách học bổng riêng đến từ các trường liên kết của bên Brahma College này. Tiếp theo thì trường Brahma giới thiệu về cái Express Option
Foundation của họ. Cái chương trình Expression Foundation này được đánh giá là cái chương trình nhanh nhất trên thế giới. Nếu các bạn nhìn vào so sánh ở đây thì các bạn có thể thấy là Spread Option này được so sánh với lại cái chương trình học 12 năm bình thường hoặc là học A-Level. Nó chỉ chiếm có nửa năm thôi so với lớp 12 bình thường cũng như là học A-Level. A-Level thì học tới 2 năm lận. Trước đó thì các bạn phải hoàn thành xong lớp 11 ha. Thì Spread Option Fail này giống như là học lớp 12 nhưng mà học dồn, học cho nhanh á, thì trong nửa năm thì các bạn đã hoàn thành được. Những lợi thế mà cái pathway tại trường Brahma mang đến, lợi thế được liệt kê ở đây ha, là được thiết kế phục vụ đúng mục đích và nhu cầu của các sinh viên quốc tế. Những cái tín chỉ tại đây được chấp nhận trên toàn cầu. Văn phòng nộp đơn á, thì sẽ hỗ trợ bạn nộp đến bất kỳ cái college hoặc là university nào các bạn thích. Được các đại diện trường đại học và cao đẳng ghé thăm. Có đến 5 kỳ nhập học hàng năm. Đây là một con số lớn, thường người ta chỉ có 2 kỳ thôi, thì ở đây có đến 5 kỳ nhập học hàng năm. Progress up to 5 sequential levels in a calendar year. Special option available from the EOS available. Official pathway agreements with top university. Hai cái cuối này là cái khóa học tiếng Anh toàn thời gian luôn và có những cái khóa thuận riêng với những top university nếu đi theo cái pathway này. Trang tiếp theo thì trường giới thiệu về những cái đối tác của trường. Ở đây các bạn có thể thấy là những trường gọi là trường top á, tại Canada cũng như là những trường tại Anh và Mỹ khác. Ở đây cũng giới thiệu thêm về cái học bổng độc quyền dành cho những người tốt nghiệp từ Brahma ra đến từ 4 trường đại học nha. Tại đây chúng ta có thể thấy những con số, đây là những người mà tốt nghiệp tại đây họ sẽ đi đâu ha. Họ ra những nơi khác trên thế giới chiếm 11%, họ lại Canada là 89%. Họ tiếp tục vào college hoặc là university. Phần trăm mà rơi vào những cái trường top, bạn có thể thấy ở đây là University of Toronto chiếm tới 36% ha. Còn lại thì cũng là những cái trường nổi bật khác. 27% là tham gia vào những trường đại học khác. Đây là những cái ngành phổ biến nhất tại trường. Trong đó chiếm lớn nhất là Math and Science 38%, Business 35%, Humanities and Social Science hay còn gọi là Khoa học Xã hội và Nhân văn chiếm 15%. Ở đây thì giới thiệu thêm về cái đời sống, lối sống, tinh thần cho sinh viên tại đây. Họ có những cái chức năng như là Student Union, Student South Hall. Tại đây, tại trường thì không chỉ quan tâm vào cái thành công học thuật của bạn mà còn quan tâm vào cái sức khỏe của sinh viên. Một chút giới thiệu về vị trí của trường ha. Trường này được nằm trong thành phố, trung tâm của thành phố Toronto. Với Toronto thì không cần giới thiệu nữa, đây là một trong những cái thành phố lớn nhất tại Canada. Đây là những cái xếp hạng. Tiếp theo, trường giới thiệu về cái hệ thống homestay của trường. Vậy có nghĩa là trường này không có ký túc xá nhưng mà có hệ thống homestay. Hệ thống homestay này có nghĩa là sao? Là trường sẽ làm việc với những cái homestay, những cái gia đình tự, những cái gia đình mà có run cái homestay tại nhà họ. Sau khi mà liên hệ rồi thì họ giới thiệu sinh viên mình ở chung với lại những cái gia đình đó. Khi mà trường xếp sinh viên ở với nhà nào thì họ sẽ coi tổng quan qua hết về sở thích, về cái chương trình học, về cái kế hoạch học tập, về cái tính cách của bạn để làm sao mà xếp bạn vô. Nhưng mà cũng không phải là trường sẽ không quan tâm gì hết, mà những cái hệ thống homestay này nó trực thuộc trường luôn, cho nên là khi mà các bạn có câu hỏi nào thì liên hệ trường sẽ được giải đáp thắc mắc và hỗ trợ. Tất cả những cái chi phí ở homestay này sẽ được gom chung vô cái hóa đơn mà bạn nộp về trường, cho nên khỏi phải sợ là phải thanh toán ngoài hay là bị rắc rối những cái này ha. Ở đây còn một điểm đặc biệt nữa, ở trường nói là hầu hết thôi nha, chứ khoảng 100% là những cái homestay này chỉ nhận học sinh đến từ trường Brahma thôi, cho nên là sẽ không có gặp sinh viên trường ngoài thì gỗ xích mít gì đó mà có khả năng gặp được người quen nữa. Cuối cùng thì trường giới thiệu về những cái trường đại học top mà trường đã liên kết cùng với những cái con số rất là ấn tượng ha. Rồi, nếu bạn là vừa mới học xong cấp 2, có nhu cầu đi du học
chưa biết đi nước nào mà muốn cái điểm đến đầu tiên của mình là Canada thì đây là một cái lựa chọn tốt cho bạn. Sau cái này bạn có thể có toàn quyền lựa chọn, đó là học tiếp đại học top ở Canada hay là các bạn có thể đi đâu đó ở các nơi khác trên thế giới cũng được. Nói chung là con đường sẽ rộng mở. Rồi, cảm ơn các bạn đã an tâm theo dõi ha. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.